Chào các bạn, thì để tiếp nối cái series mà iPhone hao pin do chạm áp sơ cấp á, thì hôm nay mình nhận được cái iPhone 6 Plus nó bị cái tình trạng là vừa kẹp cái đồng hồ vào, kẹp chân pin vào thì cái kim dòng nó đã nhích lên rồi. Thì là cái này nó hao pin do chạm áp sơ cấp á. Là có một trong những cái con IC mà nó sử dụng cái trực tiếp cái vpad đó, nó sẽ gây hao pin đó. Thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp là dò nóng bằng cách là mình sẽ cho cái khói nhựa hồng lên cái vùng mà mình nó bị nóng á, lên cái vùng mà bị nóng. Thì các bạn có thể theo dõi trong những cái video clip như là iPhone 6s hoặc là iPhone 8 hao pin do chạm áp sơ cấp á, thì mình có trình bày cụ thể hơn. Thì sau khi mình hơi khói nhựa hồng và mình kẹp vào cái kim đồng hồ vào, các bạn thấy không, có con công suất nó sẽ bị đổi màu. Thì cái con công suất đó nó sinh ra nhiệt á, nó làm cái khói nhựa hồng nó tan chảy ra thì nó đổi màu các bạn ha. Rồi sau khi xác định được là cái con công suất này nó chạm nó gây hao pin, thì các bạn thấy không, trong cái 6S và cái 8 nó cũng chạm y chang một con công suất như vậy thôi. Như vậy chứng tỏ thì đây chính là cái ban này, một cái ban đặc trưng. Thì cái video clip này nó sẽ mang cái tính chất là các bạn trước khi các bạn làm á, thì các bạn xem để các bạn biết được, các bạn mường tượng được trong đầu mình là cái máy này là nó thường nó bị xảy ra hao pin là do cái con này nó lỗi, đúng không? Các bạn sẽ tự tin hơn khi mà các bạn nhận máy để báo giá khách, hoặc là các bạn nói chuyện điện thoại với khách hàng tự tin hơn. Thì cái mấy cách mà khò để gấp IC ra và cái cách làm chân và đóng lại IC các bạn đã theo dõi rất là nhiều trong những cái mục Basic Skill và Hard Skill trong cái web ecbit.solution, web tự học nghề rồi, đúng không? Như vậy thì ở đây mình cũng không có nói nhiều về cái khoản đó nữa ha. Sau khi mình tháo con IC này ra thì mình sẽ kẹp nguồn lại một cái nữa. Nếu mà sau khi kẹp nguồn thì các bạn thấy cái kim dòng á, nó không có tăng lên như lúc đầu nữa, là chứng tỏ là chúng ta đã cách ly ok rồi. Thì chúng ta chỉ việc đóng lại con IC mới là ok thôi. Thì do cái iPhone 6s Plus này là mình sửa của khách, họ ngồi họ chờ ở đằng trước á, họ chờ lấy luôn, thì trong khoảng chừng 20 phút đến nửa tiếng thôi, nên mình không có quay cái clip cụ thể cho các bạn xem được. Thì các bạn có thể xem lại những cái video clip như là iPhone 6s hao pin chạm áp sơ cấp, hoặc là iPhone 8 hao pin chạm áp sơ cấp á, thì các bạn sẽ biết được cái cách để xác định được cái con IC nào lỗi nhiều hơn ha. Rồi thì hai cũng biết như cái nguyên tắc làm việc ở chỗ mình đó là tiếp khách hàng, đó là tất cả những cái phụ kiện giống như là màn hình hoặc là sườn pin nữa đều để ở bên ngoài, còn những gì mà đem vào bên trong giống như là chỉ có cái main thôi thì khách hàng sẽ ký lên trực tiếp lên ổ cứng, ký wifi và ký thẳng lên ổ sim hoặc ký lên cái main để xác định được cái tài sản của khách hàng ha, tránh cái tình trạng mà hiểu lầm không mong muốn. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.